Rồi chào mấy bạn. Hôm nay mình quay lại mình cập nhật cái miếng vườn của ông Tư, miếng vườn tơ của ông Tư ha. Miếng vườn già thì quay hoài nó cũng vậy mấy bạn. À, bây giờ mình cập nhật miếng vườn tơ đi. Mấy bạn cảm thấy, mấy bạn thấy cái cây của ông Tư như thế này nè, mà không để trái nè. Cây bên đây nè. Lớn nè. Các bạn coi nè. Đó. Người ta chưa. Ta chưa dậy thì nữa bắt đẻ rồi nè mấy bạn. Nè cái cây nè. Ông Tư lớn tuổi quá rồi mấy bạn. Thì Hiệp mới hướng trong Tư là ông cứ làm trái đi ha, mình không đợi được đâu đó. Rồi hôm nay mình cập nhật lại bộ hỏi mấy bạn thấy là mình quay cái video đầu tiên á là lúc bông sổ nhị là những cây này rất là ít bông à, nhà biết mình lúc sổ nhị rồi đó. Sau khi bung phun qua ba đầu trái của mình là nó sẽ như thế này, nó đậu nè, mấy bạn thấy tỷ lệ trái rất là tròn nè, mà cây này nhỏ xíu vậy nè đó. Mà cái cuốn bông của ông á, ông từ lúc trước á con vô nhận vườn nó cục ngút, gì không nè à. Bởi vì lúc trước cái cuốn bông mình nó nhỏ xíu mà nó cục ngút không à đó, bởi vì mà bây giờ cái cuốn nó cũng dài ra được chút rồi nè, nồi trái nó tròn hết nè đó. Cây này như trái được rồi, bên kia nữa bạn, bên kia trái dữ lắm nè, mà nhưng mà mình quay video ngắn thôi, mình cập nhật lại thôi chứ mình không có đi quay hết vườn đâu ha. Thì chung một bộ ba đậu trái của mình đó thì nó đậu như nhau hết. Đây mình zoom cây nhỏ cho các bạn nhìn lúp lúp là thấy trái ha. À, thì hổm gài á thì mình rất là nhiều việc, mình không có lên thăm cái vườn ông Tư được à, bây giờ mình lên thăm rồi. Ông Tư hỏi là có cái gì mà phun cho nó trái nó xanh nó mau lớn không, chứ hổm gài chỉ phun thuốc bệnh không chứ không phun dinh dưỡng gì vô trái hết. Rồi tiếp theo mình sẽ đưa bộ ba lớn trái của mình cho ông Tư phun một cử tới hai cử nữa ha, tại vì cái trái này á mà nó mới có tầm 60 ngày thôi. Trời ơi cái cây ơi là cái cây này có chút xíu vậy nè. Lặt dữ lắm, lặt hả? Mà nó còn cả đây vậy hả? Nè mấy bạn, xem nè. Con nói rồi mà người ta chưa dậy thì mà ông Tư bắt ta đẻ quá trời, người ta kiện ông đó nha. Cái cây chút xíu vậy nè. Nói bạn. Cái đút cái khuôn vô đây không? Mà sao cái này cái nó tròn như trái banh như thế này nè. Cái đút cái khuôn vô không? Năm học không? Cái giường của ông là sau này giá nó cao lắm nha ông Tư. Năm nay giá không gớt với 50. Mấy bạn thấy là nó tròn nè. Bình thường cái này là không sao hết, từ từ lên lành lành. Ô mà cái trái này cũng thấy cái liếc bên này, thấy cái gai đỏ, đỏ. Không sao, cho cây đuối dinh dưỡng này từ từ. Các bạn coi nè, cái gốc này nó bằng cái bắp dế mình nè. Đây cái trái nè. Đó. Sao đợi được? Mình lớn tuổi rồi mình đâu có đợi được. Bỏ luôn hả? Bỏ bớt đi, đúng rồi. Sót quá. Con vô rồi con nhìn con sót rồi. Là như nó tới dấu xanh, dấu đẻ của nó rồi á. Cái này mấy bạn. Thôi cái này bỏ đi. Cái này. Lá đậu một hai trái để lại. Đọt đi nè, năm nay ha. Năm nay cái tiết đọt như thế này mà cái vườn nào mà trái tròn ha là đếm trên đầu ngón tay nha mấy bạn. Đây. Thấy lấp tấp tấp lấp vậy nè, như trái dữ lắm nha. Đây đem qua đây mình quay lên cho mấy bạn xem nè, trên đọt này, trên đọt cái chục trái nè, lấp 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 gì đó. Đó cây này nhiêu được rồi, chút xíu không à. Này trái này không heo đâu, đừng trái này không heo đâu, chứ mình biết cân đối phân với nó không heo đâu, tại vì nó bự trước nhất á, nên nó lớn như thế thôi. Nè mấy trái này bắt đầu lớn lên xanh rồi, mấy bạn nhìn sao mình, chẳng lẽ mình nói luôn ha, nhìn sao mà cái trái mình nó đi đọt nhưng mà cái trái mình vẫn xanh, cái đầu gai nó không đỏ, tức là cái trái vẫn lớn bình thường, không gì hết ha. Có thời gian mấy bạn đi lặt bỏ mấy cái này cho mình, ông Tư thì không có thời gian đâu, mình không kịp nó không nói đâu, đó. Mấy cái này nó rút dinh dưỡng kinh khủng lắm nha các bạn. Đây nè, bên kia nè. Nè, mấy bạn xem nè. Cái lượng trái như thế này thì không heo nổi rồi. Cái cây này mới nuôi như trái này là thấy nó cũng muốn quạo rồi đó. Muốn chịu thề rồi đó. Dạ, nè, mấy bạn. Ha, rồi, đúng sản phẩm. Thì nó sẽ đậu thôi mấy bạn. Đó. Ha nè, con bữa đó sao mà
ngay cái dịp hên con đi ngang đây con ghé. Con sẵn cái dịp đâu mà con ghé. Trời trời ông Tư xích ra chưa quay cây này. Con sẵn dịp hên cái con ghé ông. Nó bắt đầu ngay nhăng lúc sợ nhị nữa. Thì con đưa cho phun nó đậu lên chứ không là mình chết rồi. Là trời mấy bạn nhìn nè mấy bạn cây này nè. Kinh khủng không? Đó, vườn này vẫn xài bộ ba đậu trái của mình nha. Đó. Còn cái trái còn mình chỉ làm đậu trái thôi, còn cái trái cỡ này là mình chưa can thiệp gì hết nha. Đó, chỉ bên chủ vườn phun thôi. Không có xài bộ ba lớn trái của mình nha bạn. Cái mẫu trái mà nó tròn nó đẹp rồi thì ở dưới gốc của mình cân đối dinh dưỡng phân thôi là được rồi, không cần phun bộ ba lớn trái của mình đâu, nó tốn tiền nha. Em ngồi sơ lại cái cây này nữa. Mấy bạn nhìn mấy cây có chút xíu vậy nè. Thấy không? Kinh không các bạn? Rồi ông Tư ơi, được rồi. Con mừng giùm ông rồi đó. Giữ mùa đọt luôn không? Giữ mùa đọt luôn. Dạ. Ở mình có thời gian mình phun gầy đi, rằng mình giữ cái đọt luôn. Rồi. Ok. Ha, à, quay video ngắn cập nhật là vườn ông Tư thôi. Ừ. Cái nấm hồng nấm công này các bạn, sẵn đây mình nói luôn nè. Cái nấm hồng này nè là trên miền Đông người ta hay kêu là cái tạo đỏ. À, cái này lúc giai đoạn này là bắt đầu mình xử lý được rồi. Khách hàng hay hỏi mình mà vô cái giai đoạn mà xả nhị mình không cho xử lý cái này. Tại sao? Tại vì những cái thuốc này á, đặc kỳ cái này á, nó nóng lắm. Mấy bạn đưa vô mà giai đoạn mà trái non nó sẽ ảnh hưởng tới trái, nó nóng trái thì nó cũng. Còn giai đoạn này thì phun thoải mái. Đó. Mình quấn hai phát cách nhau 7 ngày là hết liền. Đó. Ô trời cái đầm này. Ngắn chút xíu rồi mà cái đầm này. Chỗ cây nha ông Tư. Ồ chỗ rồi. Để hoa nó chịu không nổi đâu. Cái này mấy bạn, bên đây nó đậu nè. Bên này nó đậu cũng dữ dằn luôn nè ông Tư. Cũng vậy cho keo. Keo ba cái nha, miếng nhỏ đó là keo chỗ. Dạ. Trời ơi. Kệ đi, mình 70 mấy tuổi rồi. Đâu bị với thanh niên được. Có trái là được rồi. Mà đạt đó, chứ không phải là chở đâu. Đây nè mấy bạn. Mình không qua bánh nha. Ông Tư ông chỉ mình để mình zoom cho mấy bạn coi nè. Đó. Núp núp trong lá chứ trái không trong đó đó. Rồi cái cây này. Rồi mình cây quay cây này mình kết thúc video ha. Đây nữa bạn. Đó. Ơi là chàng. Rồi được rồi, cái này đi phân thôi, không cần phân bộ ba lớn trái của con đâu. Ok. Được rồi đúng rồi. Cây này được rồi, ông Tư bón bao nhiêu ký? Ba 25 ký hả? 40 mấy 50 gốc, cho 50 gốc đi thì cây nửa ký cũng được rồi. Tức là cây bự thì mình cải nhiều hơn, cây nhỏ thì mình ít chút đó. Đúng rồi. Giờ đủ rồi, gãy lên bao nữa. Cố gắng chọn cái dòng Jaga không Tư? 3 số 16 của Jaga. Jaga cơm nó ngon lắm. Nên nữa nè. À, Jaga. Thôi đi Jaga đi. Jaga nó chuẩn lắm. Jaga là con xài cái vườn con là 7-8 năm nay rồi. Rồi, cứ sao rồi gắn bón Jaga cho con. Rồi cử cuối lên đi Jaga nữa, đi 12, 11, 18 của Jaga nữa là bao cơm. Rồi quay cái này kết thúc video nha bạn. Đây chút xíu gì nè, mặt đẻ nè mấy bạn, ngoài trái nó tròn đó. Ai nói mà tơ mà trái xấu đâu nha, sai nha bạn, lý thuyết sai rồi, cái đó lý thuyết xưa rồi, cũ rồi đó. Không có chuyện trái xấu đâu, do là mình làm nó đậu được, nó đậu tốt hay không thôi, chứ không có chuyện mà tơ mà trái xấu đâu. Rồi vô tới cái chậu công Tư rồi. Đây. Rồi. Rồi kết thúc video. Đó.